Đức sẽ nói về tiệm tóc của một em trai rất là trẻ và tài năng ở thành phố Tây Ninh. Từ lúc khảo sát cho đến khi hoàn thiện bàn giao thì hai anh em trao đổi khoảng chừng chục câu. Và một chục câu nói này trị giá đến 600 triệu thì nó sẽ như thế nào đây ha? Cái hiện trạng á, là mặt bằng này nó tương đối là đẹp. Một căn đã hoàn thiện rồi, còn một căn nó là tiền chế. Hai căn với tổng diện tích là 135 m², cái bảng hiệu hết 9 m² mặt tiền. Cái điểm đặc biệt á là sẽ làm cho cái không gian của mình nó rộng hơn, vì cái thiết kế này từ hai căn gom lại còn có một căn thôi. Cửa kính thì tận dụng được một bên nha, còn một bên là mới. Cái khu chờ, tủ sản phẩm trưng bày, 5 cái giường gối đầu, mỗi giường được phân chia bởi một cái vách ngăn bằng gỗ cắt CNC, tủ khăn. Ở căn bên phải á, sẽ lại không gian để cắt và để chiêu cho anh em quầy tiếp tân nè, 6 cái ghế cắt xịn nè, 6 cái bộ gương cắt nè, khu chờ, khu trưng bày mỹ phẩm, quầy bar pha chế. Cái nền ở bên phải là dán sàn nhựa xương cá, tường thì về cái màu sơn của tường phải pha Sài Gòn xong rồi trở lên, trần cũng vậy, máy lạnh âm trần 5 ngựa. Cái hệ thống ánh sáng không được sáng quá, không được tối quá, dịu nhẹ và đủ ánh sáng cho người thợ thao tác cắt tóc. Rồi cả một cái hệ thống điện bao gồm là chiếu sáng, điện nguồn, máy tăng bớt áp, nóng lạnh, về ánh sáng bên phòng gọi cũng vậy, nhẹ nhàng thư giãn nhưng vẫn đủ độ sáng để các bạn kỹ thuật viên thao tác. Quá trình thi công mất gần 30 ngày của một đội ngũ thợ ở thành phố Hồ Chí Minh di chuyển lên Tây Ninh. Những cái Đức nói nó chỉ là phần nổi thôi, còn lại á nó có hàng tỷ thứ rất là nhỏ. Vậy thì anh em cứ cộng lại coi, có một cái tổng đài tư vấn miễn phí về bao bờ thì anh em biết là liên hệ ai rồi ha. Land Decor sẽ cung cấp các giải pháp về thiết kế nội thất thi công. Anh sẽ cảm nhận được cái sự chuyên nghiệp ở đây từ bạn giữ xe Lễ Tân và đội ngũ thợ không gian. Cảm ơn anh em đã xem hết clip.